Lộc Phu Hô úp ảnh cùng gái lạ, tuyên bố sắp ngủ bụi ngoài đường. Là một trong những YouTuber đình đám, cuộc sống của Lộc Phu Hô và cô vợ xinh đẹp Kim Thủy luôn nhận được đông đảo sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Cũng nhờ khiếu nói chuyện duyên dáng hài hước mà Lộc Phu Hô sở hữu lượng fan hùng hậu. Các fan cũng thường xuyên réo gọi YouTuber này livestream lên sóng đều đặn hơn nhằm phục vụ nhu cầu giải trí của bà con. Mới đây nhất, Lộc Phu Hô có hành động đầy bất ngờ trên mạng xã hội khiến fan cười xỉu ấp xỉu đau. Cụ thể, anh chàng đăng ảnh cùng gái lạ kèm theo dòng nội dung hài hước. Chắc tối nay thầy ngủ ngoài đường quá các em, Lộc Phu Hô cho biết. Có lẽ do đứng cùng hai người con gái xa lạ nên hiện tượng mạng này mạnh dạn dự đoán một tương lai đầy bão táp sẽ đến với anh. Nhiều người dùng cũng đã để lại bình luận bên dưới bài viết của Lộc Phu Hô. Số đông dân mạng còn hài hước cho rằng hành động của thầy như thế là sai quá sai và việc ngủ ngoài đường dường như là điều chắc cú. Tối nay thầy ngủ ngoài đường là cái chắc. Thầy em đẹp trai nên gái xin chụp ảnh là điều hiển nhiên rồi. Thầy em đẹp trai nhưng chụp ảnh với gái lạ là tới công chuyện với cô rồi thầy ơi. Cách đây ít ngày, Lộc Phu Hô và bà xã Kim Thủy đã đăng tải trên kênh YouTube đoạn clip chia sẻ nhật ký sinh con đầu lòng và cảm xúc lần đầu lên chức cha mẹ. Lộc Phu Hô cho hay, khi đón con gái chào đời, anh vừa hồi hộp lo lắng nhưng rất vui mừng. Vợ Lộc Phu Hô chia sẻ, tôi đẻ mổ được hơn 2 ngày rồi, tôi mổ nên hơi mệt. Lúc đẻ xong còn thuốc tê, tôi đi không nổi, bây giờ thì đau lưng, khó khăn lắm mọi người. Nhiều người bảo tôi sinh thường sẽ khỏe hơn, nhưng tôi sinh con khi chưa đủ ngày, xương chậu hẹp nên bác sĩ khuyên mổ luôn. Mổ con ra thấy con tôi xúc động lắm, mang bầu 9 tháng 10 ngày rất mệt, nhưng thấy con thì rất vui mừng. Để lo cho vợ con có điều kiện tốt nhất, Lộc Phu Hô thuê phòng riêng cho vợ nghỉ ngơi với 2 giường ngủ, ghế sofa, vệ sinh khép kín. Anh tiết lộ, đóng viện phí hết 16 triệu đồng. Giải thích chuyện ở phòng bệnh hiện đại, vợ Lộc Phu Hô cho hay, một số người hỏi tôi sao lại ở phòng giá cao thế, nhưng anh Lộc lo cho sức khỏe của tôi. Tôi ở ghép nhiều người sẽ khó ngủ, đang mùa dịch nên chọn phòng riêng tư hơn để phòng bệnh. Lộc Phu Hô rất đồng tình với việc này, anh khẳng định tiền bạc có thể kiếm được, nhưng sức khỏe khó kiếm lắm, sau này làm kiếm tiền lại. Đồng thời, nam YouTuber thường xuyên động viên chăm sóc vợ ăn uống để hồi phục sức khỏe. Cặp đôi cho biết, tạm thời sẽ không chia sẻ hình ảnh con gái để tránh những bình luận tiêu cực về bé. Nam YouTuber nói, có rất nhiều bạn kêu tôi quay mặt con, nhưng sợ nhiều người ghét của con mình. Mọi người chửi tôi thì chửi, chứ đừng chửi vợ con tôi. Tôi muốn con giống mẹ nhiều hơn cho xinh. Tôi biết bản thân mình xấu lắm, giống mẹ cho xinh, có con hạnh phúc lắm và bận hơn. Bên dưới đoạn clip của vợ chồng YouTuber, nhiều cư dân mạng gửi lời chúc mừng và khen ngợi tổ ấm hạnh phúc của Lộc Phu Hô. Đáng chú ý, ngoài những bình luận có tâm, Lộc Phu Hô đã nhận về không ít comment sóc xỉm. Theo đó, chúc mẹ tròn con vuông, cư dân mạng đồng thời mỉa mai ngoại hình YouTuber 9X. Họ còn bày tỏ mong con gái mới chào đời sẽ giống Kim Thủy hơn Lộc Phu Hô. Chúc con thầy không có bộ răng như thầy. Chúc vợ thầy mẹ tròn con vuông, em bé nhất định phải giống mẹ nhé thầy. Mong con đẹp giống mẹ đừng như thầy. Những bình luận đầy tính sát thương. Thậm chí có người còn vào nhận con Lộc Phu Hô giống mình, hay bày tỏ em yêu vợ thầy. Chúc vợ thầy đẻ con giống em, chúc mặt con thầy giống em nè, mong con thầy giống em xíu, netizen cà khịa. Những bình luận này bị cho là khá kém duyên, song ngay bất ngờ hơn là phản ứng của Lộc Phu Hô. Thay vì nổi đoá, anh tỏ ra khá vui vẻ thoải mái gửi lời cảm ơn, thậm chí còn hẹn khi nào livestream dạy phụ hồ lại sẽ thông báo mọi người.